Nghệ sĩ Hoài Linh diện đồ bà ba đi dép tổ ong đón khách đến cúng tổ. Nam danh hài Hoài Linh dù tất bật làm lễ dâng hương tổ nghề nhưng vẫn lui về chụp ảnh cùng những quan khách. Hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh mặc đồ bà ba đi đôi dép tổ ong thân thiện chụp ảnh với mọi người khiến nhiều người xúc động. Cứ vào dịp tháng 8 âm lịch hàng năm, nghệ sĩ Việt trong Nam ngoài Bắc lại tổ chức lễ dỗ tổ nghề sân khấu. Nhà thờ Tâm Linh Việt của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh là nơi quen thuộc thường được đông đảo các sao Việt đến thăm trong ngày dỗ tổ nghề. Suốt 3 năm qua, nhà thờ này được Nam danh hài đầu tư xây dựng với số tiền lên đến 100 tỷ đồng, với kiến trúc đầy cổ kính và đẹp mắt. Vào chiều ngày 9 tháng 9, danh hài Hoài Linh tổ chức lễ dỗ tổ nghề sân khấu tại nhà thờ Tâm Linh Việt. Bận áo dài khăn đóng, Nam danh hài chủ trì buổi lễ dâng hương lên tổ nghiệp. Sau khi hoàn thành buổi lễ, Hoài Linh thay áo dài bằng bộ đồ bà ba quen thuộc. Theo ghi nhận của chúng tôi, Nam danh hài vui vẻ gặp gỡ trò chuyện với tất cả mọi người. Hoài Linh diện đồ bà ba đi đôi dép tổ ong quen thuộc, vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng quan khách đến tham dự lễ dỗ tổ. Nam danh hài dù tức bực lo mọi chuyện nhưng luôn sẵn sàng đứng đại để chụp ảnh cùng với mọi người. Có thể nói nhiều năm qua, Hoài Linh là một trong những nghệ sĩ được khán giả yêu thích nhất. Suốt thời gian phụ sóng game show, năm 2019 Hoài Linh vắng bóng trên truyền hình. Khán giả tiếc nuối khi không còn gặp Nam danh hài trong các chương trình quen thuộc như Người Bí Ẩn, Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Nữ ca sĩ Pha Lê cho biết anh bốn Hoài Linh là người mà cô yêu mến nhất bởi tính cách giản dị, luôn góp ý cho đàn em. Hoài Linh gửi lời cảm ơn khán giả, bạn bè, anh chị em nghệ sĩ đã dành thời gian để đến dự lễ dỗ tổ với sự thành kính và nghiêm túc. Rất đông quan khách khắp mọi nơi đổ về nhà thờ Hoài Linh dâng hương. Vào dịp 12 tháng 8 âm lịch hàng năm, nghệ sĩ Việt lại rộn ràng chuẩn bị cho lễ dỗ tổ nghề sân khấu. Với họ đây là dịp thể hiện lòng tôn kính biết ơn với tổ. Lễ dỗ tổ tại đền thờ Tâm Linh Việt của danh hài Hoài Linh diễn ra 2 ngày, ngày 9 và ngày 10 tháng 9. Được biết đền thờ sẽ mở cửa đón khách vào lúc 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ đền thờ dành cho những anh chị em quan tâm, đường số 5 Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh.